nó xuống thế này. Đóng tay nó xuống thế này, đứng đây. Chú để chú quay cái này, chú phát trực tiếp. 19 tháng 5 sinh nhật Bác Hồ đây. Sinh nhật Bác Hồ. Này, tôi là ông Lộc nghe nhá. Đây là những người mất đất mất nhà. Người ta mất đất mất nhà, người ta rất khổ, y như nhà tôi. Bị chính quyền cộng đồng Đa cướp đất cướp nhà. Tuyệt đối đảng hãy giúp dân đi. Đảng đây 45 năm tuổi đảng đây, được nhà nước phong tặng danh hiệu huy hiệu 45 năm tuổi đảng đây. Tổ quốc thi công anh hùng liệt sĩ đây đã nằm xuống để bảo vệ cái tổ quốc này đây. Người thi công nam sinh nhật Bác Hồ như thế này đây. Bác ơi, tôi không phải không? Thế rồi. Tôi phải phát trực tiếp để các lãnh đạo cấp cao được biết. Các lãnh đạo cấp cao còn rất nhiều bao công, còn rất nhiều bao công ở trên, còn rất nhiều bao công anh ạ. Chưa phải là lũ lợi ớt nhóm này che được lớp cái mặt trời này đâu. Anh nhá, đây này. Chúng cướp hết đất hết nhà của người dân rồi. Các cấp lãnh đạo đảng ơi, đảng viên đảng cộng sản cấp dưới cướp nhà cướp đất của dân, cậy quyền cậy thế, cậy con dấu, cậy chữ ký, toàn những người của đảng cướp của dân đây. Chúng tôi kêu các cấp lãnh đạo cao hơn hãy cứu giúp chúng tôi, không thể để lũ lợi ích nhóm giết hại người dân như thế này. Chúng tôi mất hết nhà đất mấy năm nay rồi. Tất cả hãy nhìn vào đây. Chúng còn lấy phần đất nhà tôi. Đảng đây. Chuyển cho người khác rút ra 2 tỷ 9 đảng ơi. Đây là sự thật đảng ơi. Tổ quốc hôm nay sinh ra một tấm gương sáng sáng chói đây. Bác Hồ đây, người đã làm cho nó sống Việt Nam này vang đây, dân sống, dân no, hạnh phúc đây. Nhưng mà lại bị chính cái tổ quốc đồng bào của mình đây giết hại dân đồng bào của mình đây, bị những các quan cho là cán bộ cấp dưới này, có được cái quân đông ta này. Em ơi, đi vào có nó quay mình đứng chặn đường rồi nó bắt đấy, em không biết thì nó chết rồi mọi người. Các tổ chức đảng ơi, hãy cứu giúp lấy người dân oan, người dân lương thiện, chấp hành pháp luật để cho các tổ chức đảng đến phá, không chống đối, lay lên trụ sở tiếp công dân để đòi lại công bằng thì người ta mặc kệ, đảng cũng mặc kệ. Dân mấy năm nay không nhà không cửa, đảng mặc kệ như thế này thì người dân biết kêu ai. Hôm nay là ngày sinh nhật Bác Hồ. Bác Hồ của chúng ta muốn dân lo áo ấm, để lại cái đảng này để lo cho dân, chứ không phải lũ lợi ích nhóm nó đang giết hại dân. Những người của đảng cộng sản đang dùng chữ ký và con dấu giết hại chúng tôi, nhưng nó chỉ là một nhóm lợi ích nhỏ. Tôi mong các tổ chức đảng chân chính, các tổ chức đảng hãy nhìn thẳng vào sự thật này. Các tổ chức đảng còn nhiều người tốt. Tốt tại sao không quan tâm đến dân? Tại sao đảng không quan tâm đến dân? Đảng làm ngơ để dân khổ thế này. Các cấp lãnh đạo đảng ơi, hãy cứu giúp đi. 13 người nhà tôi không nhà không cửa. 3 năm nay rồi. Chúng cướp đất phá nhà phá cửa. Nó còn lấy một phần đất nhà tôi. Nó chuyển sang tên người khác. Nó rút ra 2 tỷ 900 triệu đây đảng ơi. Nó rút ra đây, số còn lại 52 mét vuông nó đền 31 triệu cho tất cả nhà cửa và đất cát.
mà chúng tôi ở đây nhiều năm nhiều đời không mua đi bán lại. Có cả giấy di chúc thừa kế của ông Lê Vi Phú Chánh Văn Phòng. Vậy mà lũ lợi ích nhóm nó không coi dân ra gì, nó nghĩ rằng người dân thấp cổ bé họng kêu đâu cũng không được. Nó đã cướp, nó cướp rồi. Nguyễn Hoàng Giáp phó chủ tịch quận là kẻ cầm đầu lũ cướp và Trương Thế Khôi ban dự án. Những con người này không có tư cách đạo đức để làm người, chúng là những con sâu mọt. Đảng ơi, đảng cứu dân đi. Nguyễn Hoàng Giáp không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của đảng, phải khai trừ. Nói nghe. Nguyễn Hoàng Giáp ra khỏi đảng này. Nguyễn Hoàng Giáp nói chuyện người Đông Đa phải cai trừ khỏi đảng. Phó chủ tịch quận Đông Đa đã kể quyền, kể thế, kể bất đấu trong tay, ký quyết định đuổi gia đình nhà tôi với 6 con người, đền cho 26 triệu, không có tái định cư, ra khỏi chính ngôi nhà mình ở Hồng Phong. Gia đình nhà tôi đây, tổ quốc thi công đây. Tổ quốc thi công đây, họ ra đi hy sinh tính mạng mình để bảo vệ tổ quốc này đây. Nhưng lại vì không nên để anh Giáp ở trong đảng nữa, đuổi anh ra khỏi đảng. Ai trừ khỏi đảng đi, để những cái con người hay là cậy quyền cậy thế này, một nhóm lợi ích cho là không đủ phẩm chất đạo đức để làm người, mà đứng lên để cầm quyền để hại dân. Sinh nhật Bác Hồ. Sinh nhật Bác Hồ 19 tháng 5 đây, bác luôn mong muốn để cho dân ấm dân no đây, nhưng mà lại bị chính cái lại bọn phó chủ tịch quận Đống Đa đây đuổi dân, ký quyết định đuổi dân ra khỏi nhà đây, không có nơi ăn nơi ở nào đây. Phó chủ tịch quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của đảng, lên đuổi thằng Giáp ra khỏi đảng. Nó cướp nhà ông, nó cướp nhà tao, nó cướp cả nhà tôi. Vâng, Nguyễn Hoàng Giáp nó cướp của rất nhiều nhà ở cái phường Văn Chương, nó cướp nhà cướp đất rất nhiều nhà phường Văn Chương, không ai dám lên đây tố cáo. Một mình tôi lay có một gia đình nữa cùng cảnh ngộ như tôi, họ không chịu nổi nữa, họ đã lên đây. Đảng ơi, hãy nhìn thẳng vào sự thật này, cứu giúp người dân Oan đi. Những người dân không nhà không cửa, các cấp lãnh đạo đảng chưa phải là hết những người tốt, tại sao làm ngơ những câu hỏi của dân, những câu nói của dân? Người dân chỉ hỏi người dân sống ở đây có hợp pháp không, không ai trả lời. Nó dùng số liệu giả, nó dùng cả gọi hồn người chết lên để làm việc của nhà tôi. Chúng gọi hồn cả người chết lên, phường Văn Chương rất giỏi gọi hồn, nó gọi hồn người chết rồi lên để phát biểu vào phiếu lấy ý kiến khu dân cư. Những người chết rồi, tôi đến nhà người ta bảo chết chục năm rồi, người còn sống tôi hỏi có biết mặt tôi không, có biết tên tôi không, có biết nhà tôi ở đâu không, họ đều nói tôi không biết. Tại sao chúng mày ký vào đây, dưới sự chỉ đạo của ai? Nó dùng số liệu đấy để giết hại người dân chúng tôi. Thằng Nguyễn Hoàng Giáp và thằng Trương Thế Khôi là hai thằng chủ mưu cùng với Ủy ban Nhân dân phường Văn Chương làm cái việc khốn nạn này để giết hại người dân. Nó biết, nó nghĩ rằng người dân kêu chán phải về, chúng còn dùng những tờ không có cặn rơm nào mà bấu à. Chúng khốn nạn như thế đấy. Các cấp lãnh đạo đảng ơi, người dân chúng tôi mà sai thì không bao giờ pháp luật để cho chúng tôi yên. Chúng tôi ý thức được điều đấy, cho nên chúng tôi nói, chúng tôi nói không bao giờ sai. Đảng ơi, cứu dân đi. Nó cướp hết của dân rồi, đảng ơi. Nó cướp hết của dân rồi. Cán bộ rất nhiều, cán bộ rất nhiều ở trong này, nhưng chúng tôi không được vào. Tôi vào là sẽ bị bắt. Đây, họ bẫy tôi rất nhiều lần rồi, cho nên tôi không bước chân vào đây. Tôi chỉ muốn nói rằng, muốn bước vào họ không cho vào. Họ giết hại dân đây.
Đảng ơi cứu dân đi, cướp hết của nhân dân rồi. Phải đuổi thằng Giáp ra khỏi đảng. Hỏi nè, nói tiếp mà. Tất cả những người dân ở thủ đô ngàn năm văn hiến, hãy nhìn sự thật này. Sự thật người dân bị cướp đất cướp nhà giữa thủ đô dưới bàn tay Phó Chủ tịch quận Nguyễn Hoàng Giáp. Nguyễn Hoàng Giáp và Trương Thế Khôi, chúng cậy quyền cậy thế để chúng nó cướp của dân đây. Chúng cướp của dân đây. Có ai dám nói Nguyễn Hoàng Giáp Phó Chủ tịch quận là thằng ăn cướp không? Hay chỉ những người dân thật sự mất đất mất nhà mới dám nói câu này? Nói là đúng, đúng sự thật thì chỉ mong rằng hãy nhìn vào sự thật này. Đảng ơi, đuổi thằng Giáp ra khỏi đảng. Nói đây, nói đây. Tường nào đi ạ? Vườn Văn Chương, Vườn Văn Chương của Đông La. Đang làm cho hồ à? Vâng ạ. Nói đây. Quận Đông La. Nói vài câu nữa đi. Để cái này. Nói cho mình Quận Đông La, Nguyễn Hoàng Giáp, Đảng Hoàng An Chua. Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch Quận Đông La, công chức đảng, công chức hàng ngũ của đảng. Đuổi ra khỏi đảng. Đứng chụp mà.